Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 cho người tuổi Sửu, xã giao hài hòa, vận trình tăng tiến. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2022 của những chú trâu thấy rằng về cơ bản có một tháng khá thuận lợi. Nếu chăm chỉ, cố gắng và nhất quán với mục tiêu của mình, bản mệnh hoàn toàn có thể gặt hái được thành công. Nhị hợp mang lại tác động tích cực cho những chú trâu về phương diện cuộc sống, sự nghiệp, tình duyên, tài lộc. Còn giáp này biết cách lập kế hoạch làm việc nên dù có bận rộn đến mấy cũng không rơi vào cảnh bỏ rỗi. Thêm vào đó các mối quan hệ xã giao thuận lợi, đồng nghiệp hợp tác ăn ý càng là yếu tố giúp bạn nhanh chóng gặt hái được thành công hơn. Tài lộc cũng có những bước tiến đáng kể, bạn có cơ hội nhận được các khoản hoa hồng thưởng nóng nhờ hoàn toàn và hoàn thành tốt các dự án được phân công. Nếu muốn cải thiện thu nhập, bạn hoàn toàn có thể thử sức với các công việc làm thêm. Người làm ăn kinh doanh cũng sẽ thu về một khoản kha khá nhờ việc hợp tác diễn ra thuận lợi. Tử vi tháng 11 âm lịch của người tuổi Sửu năm Nhâm Dần 2022 thấy rằng phương diện tình cảm có tốt có xấu, vì thế mà bạn cần phải chú ý cách hành xử của mình. Vợ chồng cần quan tâm đến nhau, thường xuyên trò chuyện để giải quyết các khúc mắc xuất hiện. Đồng thời bản mệnh cần giữ khoảng cách vừa phải với người khác giới, đừng để lời bàn tán ra tán vào gây ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2022 của người tuổi Sửu qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Người tuổi Sửu có thể chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận những điều tích cực trong sự nghiệp xuất hiện vào tháng này. Dưới tác động của nhị hợp, bản mệnh có thể được phân công cho những công việc khá quan trọng. Dù hơi phải vất vả một chút, song đó cũng là cơ hội để bạn khẳng định vị thế. Hãy luôn có cách lập kế hoạch, sắp xếp công việc một cách khoa học. Như vậy thì bạn sẽ không rơi vào cảnh bỏ rỗi không biết xử lý việc nào trước, việc nào sau. Hơn nữa, làm việc có kế hoạch cũng sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, bởi đây là một kỹ năng rất quan trọng đối với bất kỳ ai. Các mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng đem lại tác động tích cực, giúp công việc của bản mệnh tiến triển trôi chảy hơn. Dù gặp phải đôi chút khó khăn, bạn cũng không cần phải quá lo lắng, bởi xung quanh bạn luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ. Có điều, nguyệt lệnh lâm suy cũng đem tới ít nhiều tác động về tinh thần cho con giáp này. Người tuổi Sửu thường xuyên rơi vào cảnh lo lắng, áp lực, sợ rằng mình không thể hoàn thành được tốt nhiệm vụ được phân công. Theo tử vi tháng 11 âm lịch năm 2022 của những chú trâu, những lúc như vậy, bạn trở nên ôm mọi chuyện ở trong lòng, hãy tâm sự với người thân, gia đình hoặc những người đi trước giàu kinh nghiệm. Như vậy bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy hướng giải quyết cho riêng mình. 2. Luận về phương diện tài chính. Tài lộc của người tuổi Sửu cũng có dấu hiệu phát triển đáng mừng trong khoảng thời gian tháng 11 âm lịch này. Nhị hợp đem tới cho bản mệnh những đối tác, khách hàng triển vọng, nhờ đó mà mọi việc tiến triển thuận lợi, thậm chí vượt quá kỳ vọng. Bạn hãy tự tin phát huy thế mạnh của mình, nhiều khả năng sẽ được thị trường đón nhận rất tích cực. Đừng quá lo lắng vì những điều chưa xảy ra, bởi khó khăn, thử thách xuất hiện cũng là lúc để bạn phát hiện điểm mạnh của mình hoặc tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được những khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Nhờ khoản tiền này, bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không phải lo đến chuyện trải túi. Nếu muốn tiếp tục cải thiện mức sống, bạn có thể sắp xếp thời gian cho các công việc làm thêm. Hãy tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi bắt tay vào làm. Có thể kiếm được những công việc phù hợp, được trả công xứng đáng với công sức đã bỏ ra.
Nếu có dự định bắt tay vào những lĩnh vực không quen thuộc, bạn có thể hỏi thêm ý kiến của những người đi trước giàu kinh nghiệm nhằm dễ dàng xác định hướng đi, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có. Tìm ra được phương hướng đúng đắn, bạn có thể thu về lợi nhuận bước đầu. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Theo tử vi tháng 11 âm lịch cho thấy rằng, cục diện nhị hợp và sao bách việt chủ đào hoa đem lại nhiều dấu hiệu tích cực trên phương diện tình duyên cho người tuổi Sửu, đặc biệt là đối với những người còn độc thân. Các mối quan hệ xã giao rộng rãi giúp bạn quen biết được với nhiều người khác giới. Trong đó rất có thể sẽ có người phù hợp với những tiêu chuẩn mà bạn đã đặt ra. Còn giáp này hãy nhiệt tình, cởi mở khi trò chuyện với mọi người. Bạn bày tỏ suy nghĩ của mình sẽ thu hút được những người có cùng tần số, từ đó đôi bên có cơ hội phát triển xa hơn nữa. Với người đã có đôi có cặp, bạn và người ấy thường xuyên trao đổi, chia sẻ mọi chuyện với nhau nên mối quan hệ khá gần gũi. Khi cảm thấy lo lắng vì những điều chưa biết trước, bạn có thể tâm sự với đối phương, người đó chắc chắn sẽ đem được cho bạn những lời khuyên hữu ích. Tuy nhiên, dưới tác động của Bách Việt nên tháng 11 âm lịch này, xung quanh người tuổi Sửu sẽ cũng xuất hiện các đối tượng khác giới nhiều hơn. Còn giáp này cần phải chủ động giữ khoảng cách với người khác phái, nếu không muốn những lời đồn thổi sẽ rất dễ đẩy bạn vào tình cảnh tình ngay lý gian, gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân và hạnh phúc đôi lứa. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Những chú trâu cần phải chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình trong tháng 11 âm lịch này. Bởi dưới tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm suy, bản mệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, áp lực bởi công việc quá nhiều và bởi kỳ vọng quá lớn. Trong quá trình làm việc, hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi đôi chút để giảm cường độ công việc. Nếu gặp phải khó khăn, bạn cũng hay trao đổi hoặc xin sự giúp đỡ ở những người xung quanh. Khi tinh thần căng thẳng, bản mệnh nên ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, tâm sự với người thân để được gỡ rối, trở ôm mọi chuyện trong lòng. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Sửu vào tháng 11 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Kỷ Sửu, mệnh hỏa, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hợi, khẩu quyết, công việc thuận lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu cà phê. 2. Tuổi Tân Sửu, mệnh thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, hợp tác làm ăn thuận lợi, tiền đổ về trong túi. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu xám, màu nâu. 3. Tuổi Quý Sửu, mệnh mộc, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Tý, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi Ất Sửu, mệnh kim, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hợi, khẩu quyết, hãy quan tâm tới người thân và giữ khoảng cách với người khác. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu trắng, màu vàng kim. 5. Tuổi Đinh Sửu, mệnh thủy, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, mở lòng với mọi người, có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp. Quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tý, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu tím, màu nâu.